Có cái gia đình này giàu có lắm, mà cái cô con gái đó là gả đâu cũng không chịu hết. Nhiều cái nhà giàu có, nhiều công tử rồi đến đó mà cô không ưng ai làm chồng, cô chê hết. Thế thì cô lấy một cái người nghèo khổ, bần cùng, gia đình không đồng ý đâu, cha mẹ cũng không đồng ý, mà họ hàng cũng không đồng ý hết. Thì cuối cùng hai người này họ mới phải dắt đi, rồi đi tìm cái chỗ nào đó, rồi vợ chồng đốn cây đốn lá, rồi che chòi che đồ ở, để sanh đứa con đầu lòng. Thì sanh con rồi đó thì càng khó khăn. Bởi cái lúc bình thường thì vợ cũng đi tìm thức ăn được, chồng cũng đi tìm thức ăn được. Bây giờ ông chồng đi tìm mà bà vợ ở nhà không đi tìm được, rồi nuôi thêm cái đứa nhỏ này nữa, cho nên cái kinh tế nó khó khăn, càng khó khăn. Thì vợ chồng mới bàn nhau thôi về, dẫn nhau về. Mình năn nỉ bố mẹ rồi mình nhận cái khuyết điểm rồi này cái khác, là chẳng lẽ cha mẹ giết mình. Cho nên bàn bạc với nhau thì ông chồng nó không được, không được. Nếu mà nàng trở về thì cha mẹ của nàng đồng ý, mà anh em dòng họ của nàng chưa chắc đồng ý, họ giết anh chết. Cho nên người chồng không đồng ý. Nhưng cuối cùng thì bà vợ quyết định về. Thì khi về đó cũng trình bày như vậy cho cha mẹ, thì cha mẹ thương con mà chấp nhận, nhưng mà dòng họ không chấp nhận. Cuối cùng rồi hai vợ chồng không ở được, kẻ nói qua người nói lại, kẻ nói tới người nói lui, hai vợ chồng mới dắt đi. Thế thì bây giờ dắt thêm một đứa con, đến khi người vợ sanh một đứa con thứ hai, sanh đứa con thứ hai thì người chồng mới đi tìm cây tìm lá, tìm để mà xây cái chỗ cho người vợ sanh, thì rủi bị rắn cắn ông chồng chết đi. Thế thì bây giờ một đứa con đã thấy là khó khăn rồi, thêm một đứa con mới sanh nữa mà ông chồng bị rắn cắn chết, thì bây giờ bà vợ hết sức là khó khăn. Rồi mới bế hai đứa con đi, chứ đâu dám ở đây rừng mà rắn cắn chết. Thế thì qua một cái con sông, thì chẳng lẽ bây giờ hai đứa con rồi để một đứa lớn ngồi bên bờ sông, rồi bế cái đứa nhỏ qua sông, rồi tìm lá tìm đồ mới để đứa nhỏ đó nằm ở đó. Đó là lội qua giữa sông thì cọp nó tha cái đứa nhỏ đó. Đứa nhỏ để bên bờ sông đó. Bây giờ người mẹ mới hốt hoảng la lên, ơi ơi la lên, hai cái tay quơ thì cái đứa bé bên đây nó tưởng đâu mẹ nó tiêu nó lội xong qua nó chết luôn. Như vậy chồng cũng chết, hai đứa con cũng chết. Thì cô gái này quyết định trở về. Thì khi trở về dọc đường thì nghe nói là bọn cướp đã giết cha mẹ nàng chết. Như vậy thì đặt cái vấn đề mà chúng ta hôm nay nằm trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta làm sao? Cô gái này điên lên đi, tuột quần tuột áo đi ngoài đường, không còn cái gì để sống. Thế rồi hôm đó Đức Phật đến cái thôn đó, Đức Phật quá duyên thì Đức Phật mới nghe là cái câu chuyện của cái cô gái này như vậy. Phật mới nói cho tôi gặp cô gái đó. Thì bây giờ cô gái đó mà gặp Đức Phật thì không có mặc đồ, cho nên bây giờ người dân họ lấy đồ cũ của họ, họ cho cái cô gái này một bộ đồ để mặc vào để gặp Đức Phật. Thế mà Đức Phật nói chỉ có gọn gàng có mấy bài kệ thôi là cô gái này chứng quả A-la-hán. Quý vị thấy không?
Đó là thời chánh pháp. Thế là một cô gái này khổ cùng cực, về vật chất cũng khổ, về tinh thần cũng khổ. Ngài mới nói một câu này: người sống trăm tuổi không thấy được pháp sanh diệt không bằng một người sống một ngày thấy rõ pháp ấy. Thế thì cô này chứng quả là ở đây có ai chứng không? Sao kỳ đấy, Phật nói gì bộ tôi nói hả? Không ai chứng đấy. Cho nên ta mới thấy rằng ta không ở trong cái thời chánh pháp. Chánh pháp là vậy. Tôi nói lại là bốn cái tiêu chuẩn này đủ thì gọi là chánh pháp: giáo, lý, hạnh, quả. Tức là có kinh, có sách, có người dạy, có người tu, có người chứng thì gọi là chánh pháp. Sau cái thời đó đó nó còn có ba thôi, chứ không còn bốn. Có giáo, có lý, có hạnh, nhưng mà không có quả. Thế bây giờ nó chưa phải là mạt đâu. Còn người tu mà, còn giáo, còn lý, còn hạnh mà cái quả không có, thiếu cái này. Chừng nào mà giáo lý không có người tu, không có người đắc nữa cả, cái thời đó đó, tức là nó xuống lần lần, nó mất lần lần. Bốn tiêu chuẩn đó, rồi còn ba, còn hai. Bây giờ còn người tu, còn người tu. Cho nên vì vậy mà tôi thường nhắc với quý vị đó, ráng niệm Phật chứ không có chứng đắc. Cái thời này không có chứng đắc. Niệm Phật để cầu vãng sanh. Thế nè, tức là bên thiền tông đó thì bốn quả sa môn. Thế nè, nói bên thiền tông là bốn quả sa môn. Cái quả đầu tiên hết là cái quả tu đà hoàng, gọi là dự lưu, mới dự vào dòng thánh mà chứng được sơ quả, diệt được kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, chưa diệt được mà họ chứng quả. Phải tu nữa chứ, lên thứ hai, lên thứ ba, lên thứ tư, phải tu nữa chứ mà chứng quả. Như vậy tịnh độ còn nghiệp mà vãng sanh, gọi là đối nghiệp vãng sanh. Thì người niệm Phật còn tham, còn sân, còn si, tức là cũng còn vô minh hoặc, cũng còn trần sa hoặc, còn hết đó chứ. Nhưng mà vãng sanh về cực lạc thì về cực lạc cũng phải tu được. Nhưng mà tu sao? Tôi ví dụ nè, cái người đó họ ghiền đá bóng cá độ, nhưng mà chở họ qua một cái hòn đảo nào không có đá bóng bóng độ gì hết thì họ làm cái sao? Họ có ghiền mấy đi nữa, họ cá độ nó cũng đâu có chỗ đâu cá, ai đá đâu cá. Rồi mình dạy họ làm bánh, mình dạy họ làm ruộng, mình dạy họ cày cấy, họ làm lần lần họ bỏ cái đó. Thấy rõ ràng chứ, cái anh này là ghiền hút thuốc, nhưng mà họ chở qua cái chỗ đó, họ để chỗ đó là không ai hút thuốc hết, là làm sao hút? Bây giờ ở đây có tham mà về tịnh độ rồi, không có cái gì tham hết rồi, xin lỗi, vàng với hột xoàn ở bể này thôi, đất ở đây còn hơn mới nữa. Thì ai là tham làm gì? Cho nên ai đây mà khoái hột xoàn, khoái vàng đó, thì ráng niệm Phật về đến cái hàng rào của Phật Di Đà bằng kim cương không nè, rình nhổ một cọc một cái là thôi giàu. Mà có ai thèm đâu mà nhổ, không ai thèm hết. Còn tứ biên giai đạo kim ngân lưu ly, tức là đường đi ở bên ao thất bảo đó vàng không nè, lùm một cục gì bỏ túi về cái thôi khỏe quá rồi. Vậy mà không ai lùm. Ngồi đó không ai lùm, là vì ngày xưa con cấp cô độc đó, là cái anh chàng là chuyên môn ăn chơi, con giàu có mà ăn chơi. Ông cấp cô độc ông nói gì nó cũng không nghe rồi, ông mới kêu lên ông nói thôi bây giờ con khỏi xin đó nè, hở hở nó ăn cắp mà không nó xin, bây giờ con khỏi xin, khỏi ăn cắp vậy.
Con đi lên kỳ viên tinh xá đó, con ngồi con nghe Đức Cồ Đàm Gotama thuyết pháp mà con thuộc lòng một câu thì về bố cho con 10 nén vàng xài thoải mái. Rồi ông lên đó, ông ngồi, ông ngồi chăm bẵm vợ nghe tới chiều không nhớ gì cả. Về ông nói không nhớ gì cả, thôi mai đến 20, tức là cứ tăng gấp đôi lên mà 20. Thì bữa nay đó là sáng đó, ta 8 giờ thuyết pháp, ổng 6 giờ ổng tới giảng đường ngồi rồi, kiếm cái chỗ đã ngồi đó mà nghe, rồi tới chiều cũng không thuộc. Thì về ông gấp cô đọc tăng lên gấp 2 lần nữa. Thì bữa nay khuya 4 giờ ông tới liền, hôm qua 6 giờ, bữa nay 4 giờ tới đây dành chỗ là 4 giờ đó, ngồi sát Đức Thế Tôn đặng nghe chứ cũng không thôi. Về ông tăng giá lên tức mình quá. À thế thì cô bữa ta thuộc, vậy ông nói vợ nhiều đó, mấy kho đó con muốn nhiều, thôi bố ơi thôi chứng quả rồi, khi mà chứng quả rồi thì đâu có thèm gì nữa đâu. Cho nên ông hỏi giờ mấy cái kho đó, giờ con muốn cái kho nào mở cửa tủ mở kho đó lấy thoải mái, khỏi cần đếm gì hết, thôi bố ơi để chứng quả rồi. Cho nên nó có của mà người ta không tham là vì sao? Là vì ở cái chỗ đó, cái cảnh giới đó, cái quốc độ đó, cái vị trí chỗ đó là không có ai làm cái việc đó thì không bao giờ người ta khởi được. Anh hút thuốc mà tới chỗ đó không ai hút thuốc anh thì anh cũng què. Anh có khoái bóng đá tới đó chẳng có ai đá bóng anh cũng què, thấy không nào? À, cho nên cái người vãng sanh về cực lạc và cái quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn của thiền tông giống nhau. Như vậy thiền tông cũng có người chưa diệt được phiền não mà chứng quả thánh, thì tịnh độ tông cũng có hành giả là còn nghiệp còn tham sân si mà được về tịnh độ. Hai người này phải tu tiến chứ họ không phải ngàn này thôi, bằng nhau, bằng nhau chứ đâu phải gì đâu. Ta nghiên cứu giáo lý ta thấy, cho nên đừng chê ai, đừng chê ai tu, đừng chê ai. Mà cái dở của mình là hay chê nó nè, người này chê qua người kia chê lại mít lòng không chê. Thế thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp độ cho cái người con gái này cùng cực khổ sở này, khi người nghe được cái bài pháp này, người sống 100 tuổi không thấy được pháp sanh diệt, không bằng một người sống 1 ngày mà thấy rõ pháp ấy, tức là thấy rõ pháp sanh diệt. Thì cái cô gái này cũng thấy rõ cái pháp sanh diệt này, có sanh có diệt vô thường, thay đổi cái chuyện bình thường, cô gái ấy chứng quả là như vậy. Ta phải xác định là cái thời chánh pháp, thời tượng pháp, thời mạt pháp theo giáo lý của nhà Phật phải như thế nào. Như vậy có giáo, có lý, có hạnh, có người tu mà không có quả đắc là tượng pháp. Tới cái thời kỳ có giáo, có lý, không có người tu, không có người chứng đắc là mạt pháp. Thời của chúng ta đây là thời tháp tượng kiên cố, tức là ở cuối thời tượng tượng pháp, tháp tượng kiên cố, tức là các chùa dữ lắm. Ở miền Bắc bây giờ quý vị biết rằng chùa cất thiệt là nhiều, mà chùa to không. Ở vừa rồi tôi đi Nghệ An, cái chùa Đại Tuệ ở chỗ quê hương của Bác Hồ mà quân khu 4 đó thì đang làm cái con đường đi lên đỉnh núi đó, các cái chùa Đại Tuệ đó, tôi lên tôi coi cái quần thể của cái chùa Đại Tuệ đó, chùa Hạ, chùa Thượng, chùa 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 Trung, kinh phí dự trù 200 tỷ chưa chắc gì đủ, chưa chắc gì đủ. Nghĩa là cái chùa này xong rồi nó cũng ngang ngang cái chùa Bái Đính chứ không phải là thì quân khu 7 phá con đường lên chót núi rồi, bây giờ chờ chở vật tư lên để xây dựng xong rồi ta mới tráng cái nhựa cái con đường rồi. Và lên tôi thấy cái quần thể, cái
mô hình các cái chùa đình đó hết biết rồi. Và một cái chùa thứ hai nữa là ở Hà Tịnh, cất vừa xong 170 tỷ. Tối rằm hôm đó tôi có thuyết pháp ở đó một cuộc, 170 tỷ. Tượng Phật đó là trên 100 tượng. Để quý vị biết là một là 28 ông sao trên 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 trời, nhị thập bát tú có là 28 tượng phải không? 10 tượng thập điện minh dương là mấy? 18 la hán là mấy? Nam tàu bắc đẩu là mấy? Rồi ông thiện ông ác là mấy? Tứ thiên dương là mấy? Hộ pháp ông tiêu là mấy? Chưa có Phật. Cho nên cái ông đó, ông vô ông thấy nhiều quá, ông đứng, tôi đứng cái bên đó, ông đứng cái ông qua. A Di Đà Phật, con kính nể các ông tượng to. Đầu tiên ông đếm hết mấy ông tượng to ra, ông kính nể mấy ông tượng to ra. Con kính nể các ông tượng vừa vừa. Nhiều quá đâu biết ai. Cuối cùng con kính nể tất cả các ông tượng. Xong. Trên 100 tượng. Nổi cái dàn tượng không mà của cái Thường Tín ở Thường Tín Hà Tây đó là họ làm 36 tháng 21 tỷ. Cái dàn tượng không đó của cái chùa Thanh Lương Trúc Lâm đó là ở thợ Thường Tín làm khoảng 100 mấy chục tỷ. Mà có một cái điều đặc biệt là chùa chỉ thờ thôi chứ còn sinh hoạt không được. Hôm đó tôi thuyết pháp quý vị biết nó khó, thật là khó khăn. Cái đạo tràng, cái giảng đường mình thuyết pháp phải như thế này, hoặc giả là dài hơn như thế này. À, còn cái chùa Thanh Lương Trúc Lâm mà tôi giảng đó là từ chỗ tôi ngồi mà ra tới cái cửa đó có 4 thước thôi, mà chiều dài này là 45 thước. Chiều dài hai bên tôi dồn qua đó, dưới nhà bếp này bên kia đó tuốt vào đường cái 45 thước, mà qua đây tới cái cửa đó 4 thước, 4 thước, mà cái cửa nó mở ra 5 tấc, còn 3 thước 5. Thì Phật tử quần chúng mà ở bên kia họ mới ngóng lên, họ dồn, họ thấy pháp sư đó cũng trần ai, mà bên kia cũng nhóng cổ lên, nó thấy pháp sư nó cũng trần ai, cho nên cứ nhóng cổ lên, nhóng cổ kiếm pháp sư thôi, làm sao nghe được, làm sao nghe được. Tôi mới nói thôi bây giờ khiên cái bộ phản lên để là bắt cái pháp tòa lên. Tôi leo tôi ngồi gần đụng nóc chùa luôn, bên này thấy bên kia. Tôi sẽ thiệt là khó khăn vô cùng. Thờ thế pháp khó khăn. Nên khó khăn. Ở thì đại khái nói cái chuyện an cư rồi, bây giờ tôi nói tức là 4 khoa của giới luật. Bởi vì trong cái an cư thì phải có cái kiếp giới an cư, thì chúng tôi nói 4 cái khoa này cho quý thầy quý cô nghe, quý Phật tử cũng nghe được không sao. Cái khoa thứ nhất đó gọi là giới pháp. Sao gọi là giới pháp? Vì giới cũng Phật thuyết mà pháp cũng Phật thuyết, chứ không phải là chư thiên thuyết được. Cái này quý vị cư sĩ cũng nên hiểu cái này. Ta gọi là giới pháp, giáo pháp, giới pháp. Thì tại sao gọi là giới pháp, tại sao gọi là giáo pháp? Là vì pháp Phật cũng thuyết mà giới Phật cũng thuyết, chứ không thể chư thiên thuyết được. Như vậy là 5 giới cũng do Phật thuyết, mà 10 giới cũng do Phật thuyết, Bồ Tát giới cũng do Phật thuyết, Khanh Văn giới cũng do Phật thuyết, Tỳ Kheo giới cũng do Phật thuyết, không thể chư thiên thuyết được. Mà pháp thì Tứ Đế cũng Phật thuyết, 12 nhân duyên cũng Phật thuyết, Kinh Na Hàm cũng do Phật thuyết, Pháp Hoa cũng do Phật thuyết, không thể chư thiên thuyết được. Cho nên cái khoa thứ nhất đó gọi là giới pháp. Thì ta mới hiểu rằng là hai cái trường hợp này là pháp hay là giới
cũng từ kim ngôn của Đức Phật thuyết, chứ không thể người nào thuyết được. Riêng về về giáo đó, thì A Nan hỏi Đức Phật, sau khi Thế Tôn diệt độ mà kiết tập kinh điển thì phải lấy cái gì mà để ở đầu của cái bộ kinh? Thì Đức Phật mới cho A Nan biết là trong chúng á, 1250 vị, duy nhất chỉ có A Nan nghe cái lời của Phật thuyết rồi tường thuật lại đó, giống như là cái bình nước này mà đổ qua cái bình nước kia không đổ một giọt, chỉ có mình A Nan thôi, chứ còn không thể người nào có cái khả năng đó được. Cho nên phải để Như Thị Ngã Văn là chính tôi nghe như thế này. A Nan nghe là vì A Nan có một cái đặc biệt là nghe rồi thuật lại, giống như cái bình nước này đổ qua cái bình nước này không đổ một giọt. Nhưng không phải chỉ Như Thị Ngã Văn thôi, mà còn phải đủ lục chủng thành tựu. Phải đủ lục chủng thành tựu là vì căn cứ như thế nào mà Đức Phật mới xác định là phải đủ lục chủng thành tựu. Như vậy là hôm nay đó, ta có một cái cuộc họp của Phật giáo huyện hay tỉnh gì đó, thì cái vị thư ký mà làm cái biên bản đó của cái cuộc họp này đó là phải có thời gian là một, địa điểm là hai, ai chủ tọa là ba. Đó là thời gian, địa điểm, ai chủ tọa, quần chúng, nội dung. Như vậy cái biên bản này nó phải đủ cái tiêu chuẩn đó. Hôm nay vào lúc 8 giờ, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, địa điểm tại đâu, ban đại diện Phật giáo mở cuộc họp với lý do gì, ai chủ tọa, có bao nhiêu người nghe, thì như vậy đó là hành chánh. Như vậy kinh của Phật đầu tiên hết ta đọc đủ hành chánh này, thêm hai cái phần đó là Như Thị Ngã Văn, văn thành tựu, tính thành tựu, thêm cái văn thành tựu, tính thành thành tựu này nữa, với bốn cái món thành tựu này cộng lại là sáu món thành tựu, là kinh của Phật, xác định kinh của Phật. Trừ ra những cái bộ kinh mà chúng ta đọc là Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, không có Như Thị Ngã Văn. Hồng Danh Bảo Sám Nghi Thức, không có Như Thị Ngã Văn. Bởi vì những cái bản kinh đó là của chư tổ biên soạn, lục tổ đàn kinh, không có Như Thị Ngã Văn. Đó quý vị đọc, quý vị thấy không phải của Đức Phật thuyết, mà là do các tổ sau này biên soạn, chứ không phải do Đức Phật, vì nó không đủ lục chủng thành tựu. Riêng cái giáo pháp đó là phải có đồ lục chủng thành tựu. Còn giới luật thì không đặt cái đó. Đó, riêng về giới luật không đặt đó vấn đề. Cho nên là cả giới và cả giáo, là vì cái giới đó là nó dành riêng cho biệt giải thoát. Giới gọi là biệt giải thoát. Cư sĩ tu theo cư sĩ thì cư sĩ giải thoát theo cư sĩ. Bồ Tát tu theo giới của Bồ Tát thì Bồ Tát giải thoát theo địa vị của Bồ Tát. Thanh văn giữ giới của giới thanh văn thì thanh văn giải thoát theo tiêu chuẩn của thanh văn. Ta gọi là biệt giải thoát. Riêng có Bồ Tát là thông giới, không phải là biệt giới. Bồ Tát thông giới không phải là biệt giới. Cho nên là bốn chúng cùng tụng với Bồ Tát được. Nhưng mà giới thanh văn thì của ai nấy tụng, chứ không thể tụng chung được. Mà Bồ Tát thì tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là bốn chúng này cùng tụng chung với Bồ Tát được. Và cái điểm quan trọng nữa là khi các vị
tăng ni xuất gia mà viên tịch là đêm hôm đó Bồ Tát để ngày mai đi nhập tháp là chỉ tụng giới Bồ Tát mà không tụng giới Thanh Văn. Tại sao? Cái giới Thanh Văn đó là hễ cái người đó mất là giới đó mất. Còn giới Bồ Tát từ lúc cái vị đó phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật là giới Bồ Tát này dù có chết mấy kiếp ngàn đời này nó chừng nào thành Phật mới thôi. Cho nên cái giới Bồ Tát đặc biệt là tụng giới cho các vị tu sĩ ngày mai đi nhập tháp, tối nay làm lễ Bồ Tát, tụng giới là tụng tam tụ tịnh giới là giới Bồ Tát. Cho nên cái bữa cơm trưa của mình á mà mình gấp ba cái hộp cơm mình ăn là đủ tam tụ tịnh giới đó. Thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác, thứ hai nguyện tu nhất thiết thiện, thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Tức là mình gấp ba cái hộp cơm mình ăn trong cái bữa trai đường đó, quả đường đó là đủ tam tụ tịnh giới. Nhiêu ít hữu tịnh giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tịnh giới, ba cái này gọi là tam tụ tịnh giới. Thì ăn ba cái hộp cơm của quả đường trưa đó là chúng ta là nguyện đoạn nhất thiết ác, cái mình gấp hộp thứ hai nó nguyện tu nhất thiết thiện, thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy là cái tam tụ tịnh giới này chỉ có Bồ Tát mà Thanh Văn không có. Vì vậy cho nên tụng giới cho người tu sĩ xuất gia là tụng giới Bồ Tát, không tụng giới Thanh Văn. Tại sao? Vì giới Thanh Văn tức là giới tỳ kheo, hãy mình mất là giới đó mất, còn giới Bồ Tát đó mất cũng không mất giới. Có chết mấy kiếp ngàn đời cũng không mất giới, chừng nào mình chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thôi. Cho nên cái đó là đặc biệt. Như vậy cái khoa thứ nhất tôi nói là giới pháp rồi. Cái khoa thứ hai đó là giới thể. Cái giới thể này nó hơi khó chút. Thì quý vị cư sĩ cũng phải có cái này, chứ không phải là tu sĩ. Tức là cư sĩ chúng ta hôm nay là có người cư sĩ thọ giới Bồ Tát, có người cư sĩ thọ giới thập thiện, có người cư sĩ thọ năm giới, thì phải biết cái giới thể này nó làm sao. Cái giới thể này nó hơi khó một chút, tôi ráng cố gắng trình bày để quý vị theo dõi. Bởi vì nói chữ thể, giới thể nó khác giới tướng. Rồi cái khoa thứ ba đó tôi nói giới tướng, cái khoa này nói giới thể. Ví dụ như Đồng Nai mở cái giới đàn vừa rồi đó, thì ở chùa Pháp Thường này có hai vị đi thọ giới Sa Di, có hai vị thọ Bồ Tát, có hai vị thọ giới tỳ kheo, đàn nào cũng có hết, hai ba gì hết, chùa này có hết. Mà mỗi vị đó thì có một cái giới thể riêng của cái vị. Bây giờ tôi nói cái giới tỳ kheo. Khi mà các vị giáo thọ hướng dẫn cho mình rồi khảo hạch giới tử gì đó, ta đồng thuận hết rồi, đủ cái tiêu chuẩn đó đó, thì người ta dẫn vào người ta bạch yết ma. Thế này, tức là ba lần bạch một lần biểu quyết gọi là tứ yết ma, ba lần bạch một lần biểu quyết thì gọi là tứ yết ma. Như vậy người ta bạch thế này: bạch đại đức tăng nghe, nay có giới tử A, B, thế này, theo hòa thượng thượng hạ gì đó cầu thọ đại giới, trưởng lão nào bằng lòng? Bà không bằng lòng, bằng lòng thì nói, không bằng lòng thì im lặng. Tác bạch như vậy có thành không? Mà ta bạch ba lần như vậy, ta biểu quyết. Thế thì yết ma bạch mà giới tử quỳ để nghe cái tác bạch đó, rồi các vị tăng già ta chắp tay nó thành, là trong tâm của mình đó mừng phấn khởi, vui lắm. Mà cái đó là không diễn tả được. Giống như bây giờ để cái ly nước này mà trong này là nước chanh hay là nước cam, rồi tôi uống
Thì tôi hỏi quý vị chứ, nước tôi uống đó, nước chanh đó sao, rồi quý vị hãy trả lời không được. Nhưng mà tôi uống cái nước chanh này, tôi biết cái hương vị của nó, thì cái sự cảm nhận của tôi với cái ly nước này chỉ có mình tôi biết thôi, còn quý vị không biết. Tôi có diễn tả cách gì quý vị cũng không biết hết. Thì như vậy cái đắc giới đó của giới tử, gọi là giới thể đó, là khi đó mà yết ma họ bạch rồi mà mình nghe tất cả các vị tôn chứng tăng già chắp tay nó thành, rồi nó mừng dữ, nó mừng dữ dằn. Mà trong tâm của mình nó sao đâu mình diễn tả không không có được, cái nó không cách gì diễn tả được. Và cái hình ảnh đó không bao giờ quý vị quên được cho tới chết, cho tới chết thôi không quên được. Chứ còn cái giới đàn của người ta tổ chức đông đảo, ăn uống sao trang hoàng, cờ phướng rồi sao đó không quan trọng, nhưng mà cái hồi bạch đó, cái hồi bạch đó, mà các vị chắp tay nó thành, chúng ta sung sướng vô cùng, hoan hỷ vô cùng, an lạc vô cùng, có không, đúng vậy không? Như đúng rồi. Như vậy là cái giới thể quý vị đắc ngay ngay chỗ đó, ngay cái chỗ đó an lạc vô cùng. Bây giờ ai nói sư cô ơi, sư cô thọ giới cái giới đàn đó, cái là mình nhớ lại niềm đó, những cái hình ảnh mà các vị chắp tay nó thành đó, nó hiện ra rõ ràng trước mặt mà không bao giờ mình quên. Quý vị tưởng tượng là người ta khóc cũng, người ta khóc cũng. Bởi vì ở trên đời này có hai cái khóc, khóc người ta giựt của mình khóc, đúng không? Tức quá khóc, cái này xúc động quá khóc. Mà thọ giới là xúc động nhất. Cái giới thể của tăng già là trong tôi, cái giới thể trong tôi. Tôi giải thích quý vị thấy chứ, vì tôi có thọ giới mà. Tôi cũng bây giờ tôi nói ra tôi cũng nổi da gà nữa nè. Không đơn giản đâu, nổi da gà nữa. Từ cái hình ảnh nó không bao giờ chúng ta quên được. Cái đó gọi là giới, giới thể, đắc giới hay không đắc giới. Còn một cái việc nữa, cái việc đắc giới nữa, là cái giới đàn đó thỉnh hòa thượng Trí Tịnh làm hòa thượng đường đầu. Mà tới cái ngày khai mạc giới đàn, hòa thượng bệnh không xuống dự được, mời vị khác là giới tử nghi, không đắc giới, không đắc giới, giới tự nghi. Thế thì mình nghe là cái giới đàn này là thỉnh hòa thượng Trí Tịnh làm hòa thượng đàn đầu ngày thanh tịnh, mình mừng quá, mình thấy cái vị mà làm đường đầu cho cái giới đàn mình nó xứng đáng quá, mình mừng quá. Cái giới thể nó đắc rồi, bây giờ tới cái ngày mà khai mạc giới đàn, ngày bình người xuống không được, mời vị khác lên, giới tự đang nghi tuyệt vọng. Trời ơi, uổng quá, uổng quá, tiếc quá, có cái chữ nghi trong này nè. Cho nên ban tổ chức, ban kiến đàn phải viết cái bản để đường đầu hòa thượng Thích Trí Tịnh, để chỗ này chứ không để khác, không được để khác. Ai ngồi thì ngồi, thấy nè, hòa thượng Trí Hải ngồi hay hòa thượng Trí Nghiêm ngồi, nhưng mà đường đầu hòa thượng phải viết cái bản này, giới tử không có nghi. Quý vị thấy nó quan trọng cái giới thế. Chúng ta đặt tập trung vào cái biểu tượng, mà cái biểu tượng đó thanh tịnh tuyệt đối để chúng ta tu hành cả cuộc đời. Và các vị tăng già này đã yết ma rồi, chắp tay thành là một sự hoan hỷ của đại tăng, chúng ta vô cùng hoan hỷ, hoan hỷ. Tôi nói hồi tôi học ở dưới Lưỡng Xuyên, nó có cái ông cư sĩ này quý vị, cái tật lớn hơn cái tuổi, bốn cái nhà máy xe lúa giàu có như vậy đó, ông sắp đặt để ông đi xuất gia, mai đồ hết, nghĩa là dụng cụ đi xuất gia lo hết rồi, giao cho con cái nào đó, phân tán tài sản đủ hết trơn hết, tốt quá rồi. Nhưng có một điều là lễ xuất gia của con nó phải mời 10 vị hòa thượng chứng minh. Cái đó không bao giờ có hết. Chọn chọn được 6 vị, cái tịch hết 2 vị, còn có 4 vị. Cái ngồi chờ chờ 3 năm nữa rồi được 2 vị, nó chết hết 3 vị, còn 2 vị. Rồi ổng không xuất gia luôn, mấy hòa thượng kinh tịch hết rồi. Vô duyên, đúng không? Nhiều cái chuyện ngộ vậy đó. Thôi một vị thôi, hôm nay một vị thôi, mình xuất gia chứ có. Còn cái đại giới đàn này là khác, cả một cái tỉnh hội, cả một cái miền của giáo hội, người ta đi cung thỉnh các vị
nên lập cái giới đạt đâu phải chuyện đơn giản, còn mình thì không thấy được cái chuyện đó mà mắc gì. Nên là ông ước mong muốn là cái lễ xuất gia của ông Mù Thỉnh là 10 vị hòa thượng, ông chấm 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi mất hết 2 ông, còn 4 ông, chờ thêm 2 ông nữa tịch hết 3 ông, còn 2 ông. Cứ như vậy mà cứ chọn hoài mà không có được 10 vị, có 1 vị thôi ta tu. Cũng là cái chướng đó quý vị, cái chướng đó. Tiền bạc thì dư giả rồi, sắp đặt cái thời gian rồi, tất cả mọi việc rất là đang vào tới chừng rồi xong. Tới chừng ông chết lấy cái đồ ông xuất gia ra liệm. Thì có gì đâu liệm cái áo tràng ấy, có gì đâu. Chưa xuất gia. Rồi thứ ba nữa là giới tướng, giới thể rồi giới tướng. Cái giới tướng. Giới của Phật đó nó có hình tướng mà không có thấy. Như vậy là giới sư người ta truyền giới thứ nhất là không được sát sanh, quý vị giữ được không? Mô Phật được, là cái tướng của sát sanh, cái tướng của giới sát sanh. Giới thứ hai là quý vị không được gian tham trộm cướp, quý vị giữ được không? Mô Phật giữ được, là cái tướng của giới trộm cướp. Thế thì bây giờ khi mà ta nhận được, ta nhận cái đó rồi, cái tướng đó ở trong con người của chúng ta, trong đầu óc của chúng ta, ở trong cái tiềm thức của chúng ta, thì khi mà chúng ta gặp cái trường hợp gọi là sát sanh thì cái tướng này nó hiện ra, cái tướng này nó hiện ra. Mà ta giữ cái giới vọng ngữ, mà khi cái vọng ngữ đó nó hiện ra đó, đó là khi chúng ta bắt đầu muốn nói cái đó vọng ngữ đó, nói dối đó, thì cái giới tướng này nó hiện ra. Nó hiện ra liền. Mà ai thấy? Mình thấy chứ không người khác thấy được. Như vậy quý vị thấy nằm chim bao có tướng không? Thấy máy bay rượt có không? Chó cắn có không? Có hết, rung sợ vậy. Đâu có chó nào đâu cắn, đâu có máy bay nào đâu rượt. Nhưng mà thấy đàng hoàng, thấy đàng hoàng, thấy hình tướng đàng hoàng. Chứ đâu phải nằm trên ba mình không thấy tướng đâu. Mà cái tướng đó ở đâu? Ở trong tiềm thức, chứ không phải là cái tướng ở bên ngoài. Bởi vì tướng nó chỉ làm hai, cái sắc nó chỉ làm hai, chứ không phải là, chứ không phải là cái hình sắc mình thấy ngoài nó chỉ làm hai. Cái là nó tiềm ẩn trong nội thức, cái là nội sắc. Mà cái nó ở bên ngoài con mắt này mới nhìn được, cái căn này nhìn được, nó là ngoại sắc. Mà cái nội sắc nó là trong tiềm thức. Ví dụ như trước đây chúng ta xem cái phim cuộc đời của Đức Phật. Ở đây chắc quý vị lớn tuổi, chắc năm 72 quý vị có xem cái cuộc phim cuộc đời của Đức Phật, của tức là Nhật Bản với Đại Hàn hợp tác ở đâu. Năm đó Hòa Thượng Trí Thủ mới mướn ở trong Sài Gòn này, đem về ngoài Nha Trang nó chiếu cái rạp Độc Lập đó cho tăng đi đi coi một tuần. Tôi có đi coi cái phim này. Thế bây giờ ai nhắc lại cái chuyện cái phim cuộc đời của Đức Phật mà 72, cái cuộn phim nó đưa vào Việt Nam chiếu năm 72 trước giải phóng, thì liền tự nhiên cái hình ảnh cái cuộc đời của Đức Phật trong cái cuộn phim đó nó ra tôi nhận được hết. Mà chỉ có tôi thấy thôi, tôi biết chứ không ai biết. Thì cái đó nó trong nội thức này đó nè, mà tôi cảm nhận cái đó, thì cái hình ảnh đó nó còn lưu lại ở trong 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 tiềm thức. Bởi vì mình có cái A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là cái kho đó nè, năng tàng sở tàng, tức là cái kho và cái dụng cụ chứa trong cái kho, tức là chủng tử thiện ác là chứa trong cái kho, cái tàng thức, cái chủng tử nó chứa trong đó. Như vậy là cái chủng tử, tức là cái cuộn phim này mình chứa lại, cái hình ảnh chứa lại trong A Lại Gia đó. Bây giờ có một cái hoàn cảnh gọi là hiện hạnh, ai nhắc lại thì cái chủng tử đó đệ lục, đệ thất thức nó chuyển cái chủng tử đó ra ngoài. Cho nên chúng ta thấy được cái hình ảnh đó,
chúng ta nhận được cái hình ảnh đó, mà nó là nội sắc chứ không nội tướng, chứ không phải là ngoại tướng. Vì vậy cho nên á, giới sư truyền năm giới, mười giới là chúng ta nhận, thì cái giới tướng đó chúng ta nhận rồi, thì cái giới tướng đó nó in sâu ở trong tiềm thức của chúng ta, nó giữ cho tới chết không bao giờ mất. Như vậy tôi nói lại, cái tướng nó không giống như ngoại tướng, là chúng ta nhìn cái bình hoa này, cái bàn này, con người này, người nam người nữ này, ngoại tướng không phải, mà cái nội tướng. Như vậy tức là tôi ví dụ rồi, giới sát sanh là giới thứ nhất, quý vị có giữ được không? Mô Phật con giữ được. Khi mình nói mô Phật con giữ được là cái tướng của giới sát sanh nó có ở trong tiềm thức của chúng. Vậy khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh phải sát sanh là cái tướng đó nó hiện lên, cái tướng của giới sát sanh nó hiện lên, ta dừng lại đi. Mà không có cái giới tướng đó là ta tha hồ, ta tha hồ. Bởi vì mình có muốn sát sanh, mình dự định sát sanh, thì không có cái gì có cái tướng đó nó hiện ra, thì đâu có cái điều kiện nào để ngăn chặn được. Và chúng ta làm theo cái gì? Cái bản năng của mình. Bây giờ mình ăn cắp, khi mình thấy cái đó mình muốn ăn cắp, thì cái giới tướng nó hiện ra là giới thứ hai là không được gian tham trộm cắp, rồi chúng ta dừng lại. Còn chúng ta không có cái giới tướng đó, có không cái hình ảnh đó, thì chúng ta tha hồ chúng ta ăn cắp. Như vậy tất cả cư sĩ tu sĩ chúng ta thọ cái giới đó rồi, thì cái hình tướng trạng của cái giới đó nó ở trong cái tiềm thức của chúng ta từ lúc đó cho khi chúng ta chết. Rồi cái thứ tư là giới hạnh. Giới hạnh. Chứ hạnh có nghĩa là gì? Tức là cái hành động của mình. Cái hành động của mình. Đôi khi cái vị đó chưa thọ giới đó sổ sàng lắm, đi đứng rồi ăn nói rồi này kia khác nữa, nó không có chững chạc. Nhưng mà khi thọ giới rồi về cái tự nhiên chững chạc, bốn quay nghi đồ tề chỉnh đàng hoàng, thì cái đó là gì? Là cái giới hạnh. Cái giới hạnh người ta trang nghiêm. Cái hành động đó mà cái người không có giới đó thì nó sổ sàng, nó bung lung. Mà cái tướng trạng, cái hành động của cái người đó có thọ giới thì nó điềm đạm, ta gọi là oai nghi. Hữu oai khả kính, hữu nghi khả phục. Mà có oai thì chư thiên lời và loài người cung kính. Có nghi thì chư thiên và loài người mới phục, kính phục. Là oai nghi. Như vậy người có oai nghi là người có giới, giới thể, người có giới tướng thì mới có giới hạnh. Cái này thì không phải làm bộ được. Tôi qua Đài Loan, thế thì tôi thấy mấy cái vị tăng sinh trẻ chừng 18-20 tuổi mà vị nào cũng đeo cái sâu chuỗi trường học dài khỏi rúng. Tôi ngồi tôi quan sát, và tôi bên Việt Nam mình thì các vị trưởng lão đi dự lễ rồi có chuỗi cái này cái đó, nhưng mà bên đó thì các vị tăng sinh trẻ đều mang chuỗi hết, nghĩa là sinh hoạt hàng ngày chứ không phải là mang cái sâu chuỗi lên chánh điện không. Chúng ta nhớ cho đó, mình mang cái sâu chuỗi lên chánh điện thôi, còn xuống chánh điện là mình cất. Còn bên đó là các vị tăng sinh trẻ đó mang chuỗi thường ngày lúc sinh hoạt, mang chuỗi trường dài. Đến chừng tôi hỏi thì quý vị mới trả lời là do mang cái sâu chuỗi này mà các vị đó không nhảy không dựng được, nó lắc. Quý vị bữa nào quý vị mang thử đâu, quý vị giỡn thôi. Rồi quý thầy quý cô người mang sâu chuỗi dài rồi giỡn thử coi, nó lắc lung tung, đi cũng phải chững chạc, ngồi cũng phải chững chạc. Tất cả mọi cái cử chỉ hành động của cái con người của mình đều phải giữ trang nghiêm thì sâu chuỗi này nó mới ngay ngắn, nó mới yên. Còn hãy mình nhúc nhích là cái sâu chuỗi này nó lúc lắc. Cho nên mang sâu chuỗi để giữ oai nghi chứ không phải mang sâu chuỗi để niệm Phật giặt sạch các nhà. Mang chuỗi này
mà để giữ oai nghi. Thì bữa nào mình muốn nó thử rồi mình làm thử mình biết, mình thử mang cho chủ đi, rồi mình giỡn thử mình biết. Lúc lắc hay nó lúc lắc mà trời nó khung thì nó cũng không được, khung cũng không được mà chạy cũng không được, nghiêng cũng không được, nhất định là phải gì, phải thẳng. Cho nên cái cách mà người ta giữ oai nghi của các vị tu trẻ là họ mang chuỗi để họ giữ oai nghi, cũng có cái hay của người ta, mình cũng nên học cái đó. Tôi vậy tôi đề nghị trường Phật học mỗi thầy mang, nó thôi sư phụ một mình nó giống như là tôn hành giả mà mang cẩn cô. Mấy thầy nhỏ họ từ chối thì họ giỡn không được, mang sông chuỗi làm sao đá banh, làm sao đi tắm mưa, nó không được, cho nên mấy ông không chịu mang, khổ vậy. À, thế thì bây giờ chúng ta mới bàn thêm cái giới hạn này, mình bàn sâu chút cái giới hạn này chút. Trong cái tu hành của mình mà phải bàn cái này. Như vậy chúng ta mới thấy cái giá trị của giới, cái giá trị của giới. Như vậy là quân đội có giới, đúng không? Công nhân viên chức có giới. Thế này, trong gia đình mình cũng có giới, và tu sĩ chúng ta cũng có giới. Như vậy nói cái giới này thì đâu phải là chỉ có tu sĩ mình không có đâu, mà là tất cả đoàn thể ở cái xã hội của chúng ta đều có giới, đoàn thể. Như vậy gia đình mình là một đoàn thể 5 người, cha mẹ với ba đứa con là tập thể rồi, thì phải có giới chứ. Thành viên của gia đình thì như vậy chúng ta thấy cái gia đình 5 người đã là tập thể rồi. Thì như vậy trong cái gia đình của chúng ta có cái giới gì? Tức là cái lễ giáo của gia đình. Cái lễ giáo của gia đình. Phải có lễ giáo của gia đình. Như vậy đó, ông bố đó, ông dặn đi học thì mấy giờ về, mà có muốn đi thêm đó thì báo cho bố biết, chứ không được tự động muốn đi đâu thì đi. Như vậy là lễ giáo. Lễ giáo. Rồi tối đứa nào lên thắp nhang trên bàn Phật, phải cắt ra đứa nào thắp nhang trên bàn Phật chứ. Rồi đứa nào đó ngủ dậy lo xếp mùng xếp mền, phải có cái lễ giáo đó chứ, ngăn nắp đồ đó đàng hoàng. Thì như vậy là cái người cha là chủ gia đình mà có cái lễ giáo thì các con ở trong cái gia đình, các thành viên trong gia đình nó sinh hoạt một cách đều đặn, không có đảo lộn. Còn bây giờ trong cái gia đình nó 5 người mà mạnh ai nấy làm, không có cái sự sắp đặt, không có cái lề lối gì hết, thì ôi búa xua, ai biết đâu rồi. Đâu có nói con đâu, con biết. Nó nói tôi đâu biết đâu, đâu có nói tôi đâu biết đâu. Không ai biết gì trời. Thành ra cái gia đình này là cái gì? Cái rừng. Không ai có cái trách nhiệm gì hết. Cho nên trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình này thì cái đó là lễ giáo gia đình, tức là cái giới mà gia đình này đã chấp hành. Thì như vậy quý vị thấy rằng từ cái việc chấp hành cái lễ giáo trong gia đình, mỗi thành viên đều ngoan ngoãn làm theo cái trách nhiệm của mình và đều đặn cái gia đình nó không xảy ra chuyện gì, không xảy ra gì, chuyện ai nấy đấy là. Cho nên ở trường đó, để tôi nói cái này rồi quý thầy quý cô rồi luôn, mình có đệ tử, gửi đệ tử vô trong trường học, rồi cái đám gì ở nhà cũng xin cho đệ tử về, nay là chung thất cho bà Phật tử này, viết giấy nó xin cho đệ tử tôi về phụ chung thất, mai cái cúng rằm cái xin về, trời ơi khổ người ta dữ lắm quý vị ơi, khổ dữ lắm. Ai có quản chúng rồi mới biết, tôi mà nghe mà bổn sư mà xin cho về đó, tôi rầu 3 ngày, bỏ cơm 3 ngày. Quý vị biết sao không? Là vì nó trái với cái gì, cái luật, trái với cái luật. Bây giờ cái chú tăng sinh này quét cái sân đó mà ổng đi về là ai quét? Không lẽ ban quản chúng đi quét? Không có người quét. Mà điều cái ông này qua thì cái công việc này ai làm? Mà nó xáo trộn chỉ có cái quét sân này không á, ăn cơm trễ, vô lớp trễ, rồi hành đường trễ, tụng kinh trễ, 3 ngày mới kéo lại. 3 ngày mới kéo được, thì quản chúng bỏ cơm 3 ngày. Quý vị thấy người ta khổ không?
Cho nên á, quý vị có đệ tử gửi đi học làm ơn cho nó đi học, chừng nào trường cho nó về là về, đừng có xin phép về cúng tuần cúng phát gì hết. Ban quản chúng người ta khổ dữ lắm. Thầy hiệu trưởng chưa khổ mà ban quản chúng họ khổ. Họ điều chúng không có được. Cho nên tôi từ cái chỗ đó tôi mới thấy cái lễ giáo gia đình mà nó xáo trộn, y như là trong chúng mà một người đi về là công việc không ai làm là xáo trộn. Ba ngày mới ổn luôn, định lại cho quý vị biết ba ngày. Thì quý vị thấy rõ ràng là hãy sáng dậy quét cái sân này nó trễ thì nấu cơm trễ. Bởi vì điều người khác nấu cơm vô đấy, tức là điều qua điều lại làm xáo trộn hết. Rồi nó trễ lên ăn cơm, nó trễ ăn cơm, nó trễ là rửa chén, nó trễ rửa chén, nó trễ là lên lớp, nó trễ rồi ra học, nó trễ là tụng kinh, nó trễ, mà nó kéo ba ngày như vậy, trễ hết như vậy. Thưa quý vị thấy trong chúng sao giới luật quan trọng, nó quan trọng như vậy. Thế bây giờ sang học trò, trên cuộc đời này đó có những cái thành phần này không được tự do. Học trò không được tự do, quân đội không được tự do. Hai người này tự do là chết. Quân đội mà tự do xách súng quân bắn ai bắn sao? Cho nên học trò không được tự do, quân đội không được tự do. Học trò là phải có kỷ luật. Mà cái trường nào mà kỷ luật mà sắc mà tốt đó thì học trò nó nên. Mà cái trường nào mà cái kỷ luật nó lỏng lẻo, nó lôi thôi đó thì học trò đã hư hết. Bây giờ cha mẹ phụ huynh quý vị cho con đi học, quý vị muốn con nó nên hay muốn con nó hư? Muốn con nó nên thì nên gửi cái chỗ nào mà kỷ luật thiệt tốt mới được. Cái ông thầy giáo mà dễ với học trò đó, nó thương lắm, nhưng mà tôi thi đức nó thù. Bởi vì lúc dạy nó khoái lắm, thuộc không thuộc thì cũng được, nhưng mà nó thi rớt nó mới thù. Nó thù dữ lắm đó. Chứ phải chi hồi đó mà ổng kỷ luật tốt, giờ mình đâu có tệ, mà tại vì ổng dễ quá cho nên bây giờ mình hư. À thế thì ông thầy giáo làm cái việc đó là ông thầy giáo có tội với học trò. Có tội với học trò. Chứ đâu phải là ông thầy giáo dễ mà học trò nên đó, ông thầy giáo khó. Hồi tôi học đó, là quý vị biết, Hòa Thượng Đổng Minh bây giờ ổng chết rồi đó. Cái ngày khai giảng cái lớp của tụi tôi học đó, ổng cầm ba cây roi mây lên bàn tổ á, ổng quỳ xuống đưa ba cây roi. Tôi tưởng là ổng cắm nhang chứ. Ổng lên ổng cầm ba cây roi mây, ổng nguyện với tổ thế này: Đổng Minh này là nguyện với chư tổ, chư Phật, cầm roi đánh chúng tăng đồng nghĩa với cấm hương cúng dường chư Phật. Trời, ổng đánh cho hết phường. Thôi thua luôn. Thế thì quý vị thấy có một vị giám học nào của trường Phật học mà cái ngày khai giảng mà cầm roi mây lên bàn tổ phát nguyện là cầm roi mây đánh chúng tăng đồng nghĩa với cấm hương cúng dường chư Phật, quánh thả cửa luôn. Mà người nào cũng nên hết, nên hết luôn. Lớp tụi ra 19 vị, là 19 vị giảng sư, vị nào cũng xuất sắc hết, không có vị nào dở hết, quánh thả cửa luôn. Ngài còn nói nữa: Đổng Minh này nằm xuống cho chúng tăng leo lên lưng mà đi. Đồng ý, ổng nằm xuống cho chúng tăng leo lên lưng ổng mà đi. Nhưng mà đi qua cái lưng Đổng Minh để hành đạo, chứ mà lên đây mà dậm là chết à. Lên cái lưng này dậm là chết à. Cho nên ngài mất rồi mà tăng sinh học với ngài đó, nghĩa là họ niệm niệm không bao giờ quên. Cái công việc khắc khe khó khăn vô cùng. Đó. Thế thì bây giờ nói sang cái học đường để quý vị thấy rồi. Một cái em học trò mà nó phá lớp thì cái bản nội quy đó có 20 điều, bây giờ bớt nó 10 điều nó cũng phạm. Tại vì sao? Cái tâm của nó lung tung, cái tâm nó trạo cử, cho nên 20 điều luật của cái học đường này mà bớt đi 5-10 điều nó cũng phạm như thường.
Còn một cái em học trò mà nó trang nghiêm, nó đỉnh đạt, tâm của nó tề chỉnh rồi, thêm hai điều nữa, 22 điều nó cũng không có phạm. Thêm hai điều nữa nó cũng không phạm. Mà cái đứa mà nó bung lung đó, bây giờ 20 điều mà bớt đi 10 điều nó vẫn phạm như thường. Vì tâm của nó bung lung. Cái tâm của nó bung lung. Nó không có cái giới hạnh. Thiếu cái giới hạnh rồi. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cỡ nào nó cũng phá được hết. Cỡ nào nó cũng quậy được. Mà cái đứa nó trang nghiêm rồi, nó cái tâm của nó chững chạc rồi, thì nhà trường thêm cái bản nội quy đó 5 điều 7 điều đó nó cũng bình thường, nó không có bao giờ giận, vì nó có cái giới hạnh. Còn nó mất cái giới hạnh này đâu. Thế bây giờ người tu của chúng ta sao? Người tu của chúng ta sao? Thế bây giờ giới luật của Đức Phật như như vậy đã có rồi đó. Nhưng không ai giữ hết đó. Không ai giữ hết đó. Làm sao giữ hết cho nổi? Cho nên ngày xưa có một vị cư sĩ đó đến xuất gia, Đức Phật giao cho tôn giả Xá Lợi Phất làm thầy để truyền truyền giới. Sáng hôm nọ kêu ông cư sĩ đó lên quỳ xuống, ông truyền. Ông truyền 10 giới, rồi ông truyền 20 giới, rồi ông truyền 50 giới. Ông cư sĩ này ông đứng dậy, ông nói cho hết chịu nổi rồi. Gì mà vừa vừa thôi, giữ vậy sao chịu nổi. Thôi không có giữ nữa. Nhiều quá. Quang mét Đức Phật nói thưa Thế Tôn, ngài giao cho tôn giả Xá Lợi Phất truyền, ông đè đầu con, ông truyền gì quá trời, 50 rồi cũng còn nữa nữa, sao giữ nổi. Giữ không nổi. Thôi. Phật nói thôi, giới thôi. Giờ bỏ hết đi. Mấy giới mà tôn giả Xá Lợi Phất truyền, bỏ một giới thôi. Dạ được, ba cũng được nữa. Cỡ ba thôi vừa. Thân khẩu ý thanh tịnh giữ đi. Dạ được, chứng quả được. Có giới một thôi. Thế nè, thân khẩu ý thanh tịnh ông giữ đi. Ông nói ba giới ông giữ được, Phật nói giới thôi. Dạ nè con giữ được, vậy là chứng quả. Có giới thôi. Như vậy thì quý thầy cũng giữ thọ nhiều lắm mà giữ một giới thôi. Giới đó thôi. Mà giữ không được, chứ đâu phải nhiều đâu. Bao nhiêu Phật nói đó mà tụ trung nó cũng có rồi. Tam nghiệp hằng thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh. Thì ba nghiệp thanh tịnh này thì có thêm 380 giới, có 570 giới nữa cũng bình thường. Không có chuyện gì nhiều hết. Mà cái ba này nó không thanh tịnh thì 10 giới cũng không xong, 5 giới cũng không được. Đúng không nè? Một giới một thôi. Một giới một. Không có gì đâu. Như vậy là cái tiêu chuẩn của giới luật là phòng phi chỉ ác, viết giới, khai giá trì phạm, danh chủng tánh tướng, là viết luật. Giới luật thì có nhiều đó, có nhiều đó thôi. Phòng phi chỉ ác, như vậy là cái người mà ngăn ngừa cái tội lỗi, cái sai phạm ở trong tâm của mình thì người đó là giới hệ thể trang nghiêm thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh đâu bằng là ý thanh tịnh. Vì khẩu và thân là theo lệnh của tâm. Theo lệnh của tâm. Bây giờ cái tâm của người đó họ khởi lên thì thân với miệng này mới hành động theo. Như vậy người đời người ta nói là gì? Hành động theo sau tư tưởng. Cái hành động theo sau tư tưởng. Bây giờ tôi nói cái phần ngoại lệ để quý vị thấy. Cái người này hồi nhỏ đến giờ chưa biết niệm Phật, cũng có đi chùa, nhưng mà đi chùa cái kiểu tam quân tứ quý, đi chùa để lại Phật, ăn cơm chùa mạnh giỏi, rồi cầu nguyện cho con cái nó làm ăn nó phát đạt, tai qua nạn khỏi, cũng đi chùa. Nhưng mà với cái hình thức đó gọi là Phật tử cảm tình, có cảm tình đi chùa. Thì bây giờ cái người đó chết thì mình đạo tràng mình đến mình niệm Phật cho họ có lợi, thế không? Không có cái hại nào hết, có lợi. Nhưng mà người này có cầu vãng sanh không? Không. Họ không có tín hạnh nguyện.
đó nè, không có tính hành nguyện, thì mình cứu họ từ cái chỗ họ phải đọa trong ác đạo, mà nhờ đại chúng niệm Phật này đức chúng như hải trợ duyên cho họ, họ không đọa trong ác đạo, họ trở lại làm người, họ được sanh về cõi trời, họ được sanh vào các loại quỷ thần, thần Atula. Như vậy là quý lắm rồi, nghĩa là họ không đọa trong ác đạo, họ sanh trong thiện đạo là quý, là tốt lắm rồi. Tôi nói cái năm đó tôi 17 tuổi, tôi chứng kiến ở dưới Trà Vinh, tức là trường chùa Lưỡng Xuyên đó, lúc đó tôi ở vậy đó, thì cái bà Diệu Nghĩa đó, bà là bổn đạo, bà là cái người mà giúp đỡ cho cái trường Phật học đó về tài chánh lớn nhất, mạnh nhất, bà là ban bảo trợ của Phật học đường Lưỡng Lưỡng Xuyên, bà tốt lắm. Nhưng mà cái miệng của bà xấu lắm, bà chửi người ăn người ở, bởi vì bà quản lý 2-3 cái nhà máy xây lúa lắm, bà giàu lắm, bà có kinh phí, bà có tiền, bà cúng dường, nhưng mà bà chửi bới người ăn người ở đó. Như vậy cái nghiệp của bà là cái nghiệp sân, mà sân phải đọa địa ngục. Tham sân si, tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, si là xuất sanh, ba cái nghiệp đó. Khi mà bà mãn phần thì quý thầy ở trên trường Phật học xuống đó cùng với tăng sinh để mà trợ duyên cho bà. Thầy giáo thọ tôi xuống, năm anh em tôi, với thầy là 6 người. Khi mà thầy đến, thầy kiểm tra cái đỉnh đầu, cái mặt, cái ngực, cái bụng, cái đầu gối, cái bàn chân, thầy mới nói rằng với anh em chúng tôi, bà Diệu Nghĩa đọa địa ngục rồi mấy chú ơi. Tôi hồi nhỏ tôi có biết gì đâu, mới vô trường học mấy tháng mà. Bây giờ thầy trò mình niệm Phật để cứu bà, một bên 3 người niệm Phật, thì niệm đâu hơn 1 tiếng đồng hồ, niệm chí thành, niệm tha thiết lắm. Thầy kiểm tra lại, thầy mới nói thôi, thầy trò mình cứu bà được làm người ngang đây thôi, chứ mình không có tài nào hơn được. Như vậy thầy giáo thọ chúng tôi đâu có tuyên bố bà vãng sanh, mà là làm người. Như vậy là sanh trong thiện đạo đó. Cái trường hợp đó là sanh trong thiện đạo, khỏi đọa vào địa ngục. Bởi vì cái nghiệp của bà sanh phải đọa địa ngục, nhưng mà nhờ đức chúng như hải, nhờ niệm Phật, mà cái nghiệp của bà chuyển từ địa ngục sang trở lại làm người. Thầy mới nói thôi, thầy trò mình cứu bà được làm người, tốt quá rồi, không còn cách nào hơn hết. Thì về trường tôi mới hỏi thầy giáo thọ, tôi mới nói thế này: khi mà cái người chết mà cái hơi nóng còn lại cuối cùng ở đâu, thì mình biết cái người đó sanh về cái cảnh giới nào trong lục đạo. Cái ngực là làm người, cái bụng là ngạ quỷ đó nè, cái đầu gối và cái lòng bàn chân là địa ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy cái đầu gối là súc sanh, mà cái lòng bàn chân là địa ngục. Ba cái chỗ nóng đó cuối cùng hết là đọa trong ba ác đạo. Còn cái đầu, cái mặt và cái ngực là thiên nhân Atula, tức là ba cõi lành, mà ba cõi dưới là ba cõi ác. Như vậy là ba khỏi đọa địa ngục mà được sanh làm người nhờ đại chúng niệm Phật. Có kết quả, có kết quả.
Như vậy là họ không sanh trong ác đạo mà họ sanh trong thiện đạo nhờ đại chúng niệm Phật. Còn muốn xác định là họ sanh về cực lạc là chúng ta phải xét bốn cái nhân duyên đó. Nhân duyên hội đủ, có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân và nhân duyên thù thắng. Ta phải xét trong bốn cái duyên đó. Cái thứ hai là họ có phát Bồ Đề tâm không? Họ có chấp trì niệm Phật mà họ có phát Bồ Đề về tâm không? Đa thiện đa phước mới được vãng sanh. Có niệm mà không phát Bồ Đề đề tâm. Cho nên trong niệm Phật sám pháp của Hòa Thượng Thiền Tâm viết đó, cái chương đầu niệm Phật để thành Phật, đó là phát Bồ Đề tâm. Chúng con nguyện cố gắng tu hành để sau này thành Phật độ chúng sanh, đó là phát Bồ Đề tâm. Chứ không phải là niệm Phật để cho đỡ khổ. Niệm Phật cầu cho gia đạo ích kỷ quá, nhỏ mọn quá, mình lo cho mình không. Mình không nghĩ là cái việc thành Phật độ chúng sinh ở trong tương lai, mà chỉ có những bậc là phát Bồ Đề tâm mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật Di Đà mà niệm thì nhất định sẽ thành Phật trong tương lai. Đó, như vậy là nhân duyên là một, phước đức là hai. Phải đa thiện đa phước mới sanh cực lạc, chứ thiểu thiện thiểu phước chưa sanh được cực lạc. Nhân duyên hội đủ là một, nhân duyên thù thắng là hai. Hai cái nhân duyên này mới sanh về cực lạc. Còn có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân không sanh về cực lạc được. Đó, hôm nay tôi nói rõ cái chỗ đó để là quý hành giả mới thấy đó nè, mới hiểu tường tận rốt ráo của cái pháp môn niệm Phật. Và chúng ta tu, quan trọng nhất của quý vị cư sĩ là bốn cái ải của người tịnh độ, đó là chết rồi mà con cháu nó sát sanh, nó làm đám cho bố nó, rồi nó khóc, nó ôm cái thây nó khóc, sao bố không sống đời ở với con. Nhiều đó là không về cực lạc rồi. Nhiều đó là trở ngại rồi. Rồi tiền của chưa chia cho con sòng phẳng, chưa chia thì khi bây giờ nó đi không có được, phải trở lại để mà giữ tiền giữ của này. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Phật đến nhà của cư sĩ đó, Phật quá duyên, thì người lớn không có ở nhà, có mấy đứa trẻ ở nhà. Thì con chó nó thấy ngài đến ở ngoài trước cửa, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn lắm. Mấy đứa nhỏ la mà la không có được, nó muốn vô ngài, nó muốn cắn ngài, nó dữ dằn lắm. Thế thì ngài mới kêu tên của con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó không có sủa nữa. Đặc biệt thì khi mà bố mẹ của mấy đứa nhỏ về thì nó thưa lại Đức Thế Tôn, đến nhà mình con chó nó ra nó sủa mà con la không có được, nó sủa nồ, nó làm dữ lắm. Thì bây giờ Thế Tôn mới kêu tên ông nội của con, tức là cha của bố. Thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó nằm, nó không sủa nữa. Thì người chủ nhà nó mới làm lạ, nghe mấy đứa trẻ nó kể lại như vậy đó, thì ông mới lên Kỳ Hoàng Tinh Xá mới lễ Phật, hỏi cái nguyên do tại sao ngài đến nhà con mà ngài kêu tên con chó là bố con là sao. Phật mới nói ông về ông làm theo
lời tôi hướng dẫn sẽ có kết quả. Vậy ông làm theo cái lời hướng dẫn của tôi. Khi về nhà, ông mới cho con chó ăn một bữa ăn thịnh soạn, đồ ăn ngon. Nó ăn một bữa no nê rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì đợi cho con chó nó ngủ say, nó ngủ mê rồi đó, ông lại ông vỗ cái lưng nó, ông gọi bố, gọi con chó đó bằng bố. Cái tài sản quý giá của cái gia đình này, của cái tộc họ này đó, bố cất bố giấu ở đâu bố chỉ cho con. Ông cứ nói như vậy đi rồi sẽ có kết quả. Thì đúng như vậy. À, ông vỗ lưng, ông gọi bố. Cái của quý của cái gia đình này, của cái tộc họ này, bố giấu ở đâu, bố cất ở đâu, bố chỉ cho con. Thì con chó nó thức dậy, nó ra ngoài vườn, nó bươi, hai cái chân nó bươi. Ông đào lên thì cái đồ gia bảo của cái dòng họ này ông chôn rồi đó. Bây giờ ông cư sĩ này mới biết là bố mình giấu tài sản đó, cho nên trở lại giữ cái của đó mà Đức Phật biết. Cho nên ông bà mới lên thưa với Đức Phật, bây giờ chúng con phải làm sao, cái tài sản này phải làm sao, và làm sao cho bố con thoát cái nghiệp chó. Thì Đức Phật mới nói chia ra làm hai phần. Một phần thì để lại cho gia đình sinh sống, một phần là bố thí để ra hồi hướng cho con chó này. Nó quá kiếp thì trong một thời gian rất ngắn là con chó nó chết, nó được trở lại làm người. Như vậy đó là cái chuyện thời của Đức Phật. Cái chuyện thời nay đó là cái bà cư sĩ này ăn chay trường thọ Bồ Tát giới, nhưng khi bà chết thì bà đầu thai và làm con heo. Lý do tại sao? Là vì ở Ngũ Đại Sơn hiện nay có pháp sư Diệu Pháp, ngài trên 80 tuổi mà ngài biết được cái nhân quả quá khứ của mình. Cho nên gia đình này đến để thưa với pháp sư rằng mẹ tôi chết, mà bây giờ bà ở cảnh giới nào thì pháp sư chỉ dùng. Pháp sư mới nói lúc mẹ của nhà ngươi chết có một cái biểu hiện gì đặc biệt, nhà ngươi kể cho tôi nghe. Thì cái người con dâu đó mới nói này, thưa pháp sư, lúc mẹ con sắp chết, mẹ con có nói giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ, giết con heo đó cho mẹ. Mẹ con nói hai cái câu đó mà thường nói lắm trước khi chết. Pháp sư mới nói đúng rồi, bây giờ nhà ngươi đến cái làng đó, pháp sư chỉ cái làng đó đàng hoàng, có một người đó nuôi heo đẻ ra 6 con, mà cái con heo trắng mà trên lưng có cái bệt đen đó là mẹ của nhà người. Bởi vì lúc sanh thời mẹ của nhà người đó có một cái suy nghĩ là theo cái tập quán của dòng họ là khi mà cưới vợ cho cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ. Bà có cái suy nghĩ đó, bà có tính toán cái điều đó, mặc dù bà không ăn, nhưng mà bà làm theo cái tập quán của họ là phải làm heo đãi họ. Nhưng mà bà chưa làm đám cưới cho đứa cháu nội bà chết, cho nên cái tư tưởng làm heo, cái tư tưởng giết heo đó, mà cái cận tử nghiệp, tức là bà sắp chết, bà bảo rằng giết con heo đó ngay cho mẹ, giết con heo đó cho mẹ. Tay chưa giết, con heo đó chưa chết,
mà cái tư tưởng phải giết heo để làm đám cưới, cái cận tự nghiệp đó. Cho nên sau khi bà chết, bà phải đọa làm con heo. Bây giờ con cháu nhà ngươi đến năn nỉ mua con heo đó về đem đây, rồi pháp sư chú nguyện quy y cho nó, khai thị cho nó để nó qua kiếp. Thì gia đình đến cái nhà đó, quả nhiên là có bầy heo 6 con và con heo trắng có cái bẹt đen ở trên đó. Nó đến nó mừng mấy người này dường như là thân quen lâu lắm, nó mừng, tức là nó biết được những người này là dòng họ của nó. Nó đến nó mừng, thì mấy người này mới kể cho cái ông chủ heo đó nghe là pháp sư Diệu Pháp nói như vậy, mà tôi đến đây con heo rõ ràng là đúng như lời pháp sư nói. Thôi cái ông chủ heo đó, ông nói thôi tôi cho mấy ông mấy bà đó mang về, tôi nghe nói tôi sợ quá, thôi không có bán, đem về. Khiêng con heo đó về, thỉnh pháp sư Diệu Pháp đến khai thị và quy y cho nó. Sau đó thả nó đi, rồi nó chết đâu đó không biết. Gia đình mới nói thôi bây giờ thưa pháp sư đem về nhà nuôi. Mẹ mà, pháp sư nói không được. Vậy các người muốn cho nó tiếp tục làm cái thân thú nữa hay sao? Thôi đem phóng sanh nó đi, đem phóng sanh nó đi. Như vậy quý vị thấy là cái nghiệp của chúng ta, nếu cái hành động đó mà chúng ta thực hiện rồi, đó nè, là một chuyện. Cái thứ hai là cái ý thức, cái tư tưởng mình muốn làm cái việc đó mà chưa thực hành được cũng trở thành cái nghiệp. Bởi vì sao? Cái luật của thế gian đó thì bắt được tay vai được cánh. Bây giờ trong xóm có cái người đó, mình biết nàng cấp đó nhưng mà chưa bắt được, bắt được tay vai được cánh, chưa ghép tội người ta được, mà phải bắt tại trận đàng hoàng. Luật của thế gian là vậy, nhưng mà Phật giáo thì khác. Ở trong Phật Pháp đó, mình khởi cái tâm tham lên là thành cái nghiệp rồi. Khởi cái tâm tham lên, mặc dù cái chuyện đó mình chưa thực hiện được, mình muốn đến cái nhà đó mình ăn cắp đó nè, nhưng mà chưa có cái cơ hội, mình chưa thực hiện được, nhưng mà cái nghiệp đó nó đã thành rồi. Chứ không phải đợi là bắt được tay vai được cánh. Cái này ở trong Phật Pháp nó khác. Cho nên cái bà cụ này là suốt đời thọ Bồ Tát giới tại gia, ăn chay trường, mà có cái ý nghĩ là giết heo để làm đám cưới cho cháu nội đích tôn. Thì khi chết, bà biểu con dâu đó giết con heo này ngay cho mẹ, giết liền cho mẹ, là đọa làm con heo được. Cho nên á, mình muốn làm heo cũng dễ không khó, mình muốn làm chư thiên cũng dễ chứ không khó, mình muốn về cực lạc cũng dễ chứ không khó, không có khó. Hãy muốn là về đó nè, hãy muốn làm heo thì tạo cái nghiệp heo để làm heo, muốn làm chó tạo cái nghiệp chó để làm chó, muốn về cực lạc thì tạo cái nhân cực lạc thì về cực lạc, đâu có khó đâu. Có cái điều là mình chưa muốn về, chưa muốn về. Cái miệng mình nói vậy chứ cái tâm mình chưa muốn về. Sự thật như vậy. Đó thì cuối cùng chúc đạo tràng niệm Phật là luôn luôn tinh tấn và nhớ. Nếu